Kính thưa quý vị thân mến, nãy giờ chúng ta đã đi được 6 đơn vị rồi, đó là Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cảnh vệ 180, Cục Chính trị Quân khu 7, BC65, Đại đội 2, Bộ đội Biên phòng, và bây giờ sẽ là một đơn vị rất mạnh, Cục Kỹ thuật Quân khu 7. Và chúng ta sẽ chờ đợi anh với tiết mục Tàu Anh Qua Núi. Không biết Tàu Anh Qua Núi sẽ mang cái gì đây và kể cái gì đây, thì thôi bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chờ đợi tiết mục đặc biệt này nhé. Xin mời Tàu Anh Qua Núi của Cục Kỹ thuật Quân khu 7.